chào chú. Thôi cho coi. Đứng hình liền thấy không? Sống xinh dễ thương dữ trời. Đó, đứng hình liền. Được, nhà gái cũng được à. Trắng với bông bưởi. Chịu, nhà trai chịu rồi. Trời ơi, tụi nó trai tài gái sắc đó. Được không? Con muốn người yêu của con với một mẫu hình lý tưởng như thế nào? Dạ, đầu tiên thì ngoại hình ưa nhìn được chú. Tầm khoảng cao khoảng tầm 1m68 trở lên là được. Chập ngon. Mời nhà trai. Đây, chào anh trai. Ngồi đi em. Bây giờ có hai bạn trên sân khấu rồi, chúng ta cùng giao lưu với nhau nha. Rồi, bây giờ mình giới thiệu về bản thân mình coi nào. Dạ, đầu tiên cho con xin được gửi lời chào đến cô Hồng Vân, chú Quỳnh Linh, bạn em bên kia và toàn thể mọi người có mặt trong trường quay ngày hôm nay. Tên con là Mai Lộc Xuân. Năm nay con 24 tuổi, quê con ở Đồng Nai. Hiện con đang sinh sống và làm việc tại Đồng Nai. Con công tác trong một phòng khám đa khoa với chuyên ngành vật lý trị liệu phục hồi chức năng ạ. À, vậy đó hả? Rồi, Xuân là Xuân ở Đồng Nai là ở huyện nào Xuân? Dạ, con ở huyện Thống Nhất chú ơi. À, Thống Nhất. Mời nhà trai. Dạ, chào chú Quỳnh Linh, cô Hồng Vân. Chào bạn con. Gái con tên là Long. Năm nay con 26. Long? Dạ, Huỳnh Minh Long. Huỳnh Minh Long. Dạ. Năm nay con 26 tuổi. Con quê của An Giang, con đang làm việc ở Sài Gòn. Con công việc của con là làm lễ tân kim thu ngân của một cơ sở massage chăm sóc sức khỏe ở Nam. Rồi, con nói cho bạn bên kia biết cái điểm mạnh và điểm yếu của con đi. Mọi người xung quanh nhận xét về con là một người khá là hoạt ngôn, vui vẻ, hòa đồng, ham học hỏi, con cũng ưa sự sạch sẽ nữa. Ngoài ra thì con rất là coi trọng thời gian, con thích chơi dây thun. Con coi trọng chủ tí nhất là trong chuyện tình cảm. Con còn thích nấu ăn, thích hát, thích đi du lịch. Thế lại thích ngắm trai xinh cái đẹp nữa con. Tính tình rất là cởi mở. Đó là cái đặc tính của bạn này. Mời bạn Nam. Dạ, con thì con cũng biết nấu ăn. Con cũng thích đi du lịch nữa. Con ưu điểm là không có hút thuốc. Nhược điểm con là ít nói chuyện, con cách nói chuyện. Con làm thu ngân chỉ thu tiền thôi mà, đâu cần nói chuyện với ai. Vô là thu thôi đúng không? Dạ. Hồi đó con học cái gì con? Dạ, con trước con cũng học ngành y. Thành y luôn hả? Dạ. Con có nhược điểm gì không? Nhược điểm con là ít nói á. Con không biết cách nói chuyện. Đã nói rồi, thu tiền cần gì nói. Đó không phải là nhược điểm đâu. Bây giờ nè, mình nói chút xíu được tình duyên cho đàn gái nghe coi. Có mấy mối tình nào nè? Con thì hai mối tình thôi. Trước cấp 3 quen cũng lớp 12 thôi. Sau lớp 12 rồi thì mình ai đi học, đường ai đi. Rồi, mối tình thứ hai. Mối tình thứ hai thì sau khi con đi bộ đội về thì con quen được có khoảng 1 năm trời. Con có đi bộ đội nữa hả? Dạ, con có đi nghĩa vụ về. Qua môi trường là rèn luyện nữa ha. Dạ. Bản lĩnh rồi đó. Đúng rồi, là thấy có thiện cảm rồi đó. Rồi, từ lúc mà chia tay mối tình đó có 1 năm tới giờ bao nhiêu năm là chưa có người yêu? Dạ, chắc khoảng 4 năm. 4 năm nay ở không đó, giới thiệu đàn gái vậy đó. 4 năm ở không, còn mình sao này nói luôn con. Mấy mối tình? Dạ, con trải qua 3 mối tình. Mối tình thứ nhất thì là thời cấp 3, thời học sinh thôi cô. Mối tình thứ hai thì kéo dài hơn 3 năm, hồi đó con là sinh viên. Thì sao? Tại vì là có nhiều quan điểm sống khác nhau quá nên thôi tụi con dừng lại. Mối tình thứ ba thì chị làm quen anh đó được, tìm hiểu được 2 tháng thì không cùng tôn giáo nên tụi con cũng dừng lại cô. Cái đến đây thì cũng hơn 2 năm rồi. 24 tuổi mà nó có sơ 3 mối rồi ha. Sao dữ luôn ha. Không, chỉ có một cái mối tình giữa chào cưng. Một tình giữa là có thể coi là mối tình thôi, không có gì cả. Đẹp trai mà. Đẹp trai mà, thì tôi có nói gì đâu. Người mẫu đó. Ủa không, mối đâu bị cái bệnh gì nha, giống như là có tật lục rịch hay sao. Giới thiệu đàn trai mà. Bên đây ai cũng đẹp hết. Con muốn cái người bạn gái của mình như thế nào? Dạ, cao, ngoan ngoãn, tính tình thì cũng vui vẻ. Đang nó kiểu như chủ động xíu tặng con nhát lắm. Nhát lắm hả? Dạ. Bây giờ muốn bạn gái chủ động phải không? Có à, dạ. Mình trai phải chủ động chứ, ai bắt gái chủ động. Đúng rồi đó, chú Linh nói đúng đó con. Dạ. Nhát, nhưng mà khi mà mình yêu rồi là mình phải quyết đoán, mình phải chủ động, mình phải tấn công chứ con. Dạ. Rồi những cái mà con mong muốn các bạn gái á, thì cô nghĩ là bên nhà gái của cô là đủ, thậm chí là dư nữa đó con. Trời ơi, bên nhà gái coi. Cô rất là chảnh, cô rất là tự tin vào cái nhà điều mà cô sói ca chứ bộ vợ. Ủa, tôi không hề nói cái gì, bên anh không sói ca, tôi chưa nói một cái gì luôn anh Xui. Tôi nhà thích nhà trai đó, nhà trai tôi là ngon à. Chú mời tôi gặp nhà gái dạ. Để coi sao. Anh chào chú. Thôi đất ơi. Đứng hình liền thấy không? Sống xinh dễ thương dữ trời. Đó, đứng hình liền. Được, nhà gái cũng được à. Trắng với bông bưởi. Chịu, nhà trai chịu rồi. Trời ơi, tụi nó trai tài gái sắc đó. Được không? Con muốn người yêu của con với một mẫu hình lý tưởng như thế nào? Dạ, đầu tiên thì ngoại hình ưa nhìn được chú. Tầm khoảng cao khoảng tầm 1m68 trở lên là được. Chập ngon. 1m78 được không? Quá rồi, nhìn cao hơn. Cao quá, con sợ không bơi tới. Về tính tình thì hòa đồng, sống tình cảm, trầm tính một tí. Quá trầm rồi đó con. Dạ. Ít nói mà. Trầm dạ, quá trầm. Phải có tinh thần cầu tiến, không vũ phu, không gia trưởng. Chắc chắn là không vũ phu rồi. Dạ, hồi nãy anh có nói là không hút thuốc rồi. Dạ, với lại là phải biết quan tâm, chia sẻ. Có quan tâm không con? Có cái này là chưa biết nè. Dạ, cũng có chứ con. Có phải không? Dạ. Đó,
Ủa? Bên nhà gái tao mong muốn vậy đó. Bên nhà trai tôi có hết á. Nói chung nhà trai tôi gì cũng có được hết. Thì bây giờ hỏi gia đình đi. Hỏi gia đình đi coi sao. Rồi sao con đi với ai? Dạ con đi với gia đình con, ba mẹ với vợ chồng chị. À có ba mẹ nữa. Trời rồi. Ơi, mời ba mẹ cho ý kiến. Ủa xin gái sao mà xin dữ vậy biết không? Xin giống mẹ không? Quên đi. Ngày nhỏ chắc xin đó. Trước hết em xin chào chị Hồng Vân và anh Quyền Linh. Rồi, chào nhà gái. Và chào mọi người trong khán đài hôm nay. Em là tự giới thiệu em là mẹ của Mai Lục Xuân. Nói chung là mẹ cũng nhận định thì bạn trai này cũng được. Thì con quyết định cho nhau một cơ hội hẹn hò rồi mình sẽ tìm hiểu thêm. Hãy được thì tiến tới hôn nhân. Nhưng mà em xin muốn hỏi bạn trai tí. Thế con nhà con ở đâu? Dạ, nhà con ở quê con An Giang. An Giang hả? An Giang. Miền Tây đó. An Giang, đây. Rể của cô Kiên Giang đây. À, có người rể cũng Kiên Giang, Kiên rồi Giang. Giờ mốt là người rể An Giang nữa. Vậy thì cô muốn hỏi là gia đình con cũng vẫn còn ở dưới Kiên đó hả? Dạ. À, con chỉ lên đây con làm thôi gì? Dạ vâng, con mới lên Sài Gòn làm. À vậy hả? Dạ. Còn lại thì hai con quyết định dạ. Dạ, dạ, dạ. Cảm ơn nhà gái. Con đi với ai? Dạ con đi với bác với em gái ruột của con. Chị. Chào gia đình họ nhà trai. Mời đại diện nhà trai. Em xin chào chị Hồng Vân và Huỳnh Linh. Cũng xin chào các vị khán giả. Tức là bác của Huỳnh Long. À, thấy em gái này cũng dễ thương. Thì, quá dễ thương luôn. Bác thấy là cũng được đó. Thì mong là hai cháu gặp nhau để cho nhau cơ hội. Rồi, cảm ơn nhà trai. Bây giờ mở rào cho hai bên tâm đúng sự rồi. Đi nha. Đúng rồi, trai xinh gái đẹp nó gặp nhau lên trên đó. Mở rào. Mở rào đi nha. Công lệnh. Công lệnh. Công lệnh. Con vào tặng. Dạ, em cảm ơn. Cây này thì em trồng lâu rồi. Từ hồi nó dày nè, giờ nó to như vậy rồi. Từ hồi nó nhỏ như vậy. Cũng lâu rồi anh, hơn một năm rồi. Người ta nói á, là sen đá rất là khó chăm. Nhưng em nghĩ vậy, em nghĩ là quan trọng là cái người tấm lòng của người đó thôi. Giống như là việc người đàn ông họ đối xử với người phụ nữ của họ vậy đó. Chỉ cần sự chân thành thôi. Người phụ nữ có độc lập tới đâu, có mạnh mẽ tới đâu thì cũng cần điểm tựa. Anh hiểu ha. Dạ. Rồi, hai đứa trò chuyện đi con. Cho anh hỏi trước, em dạ. Tại đang làm ở đâu? Dạ, em làm tại một phòng khám ở Đồng Nai luôn anh. Ở Đồng Nai hả? Dạ. Xa đúng không? Dạ, với lại em cũng thấy anh hơi xa. Đúng rồi, đang làm ở Sài Gòn. Tại vì chị em lấy chồng xa rồi nên em cũng muốn lấy chồng gần gần xíu. Hai đứa dọn về làm chung nghề luôn đi. Đúng rồi, không phải chung, tức là hoặc là đứa này qua chỗ này, đúng hoặc rồi. Là đứa này qua chỗ đó. Chính rồi, xác đó, luôn vậy đó. Luôn. Chắc hai đứa hợp đó. Để em tìm việc Đồng Nai qua đó làm. Đúng rồi. Ủa, học anh đi là học gì rồi con? Dạ con học y đa khoa. Y đa khoa hả? Dạ. Chú Linh là có bạn mà bạn thứ dữ ở Biên Hòa luôn. Nếu cần là chú Linh xin việc giùm luôn. Xin cái gì cũng được hết trơn con. Á, thân mà thân dữ dằn á. Rồi thân luôn á. Dạ. Rồi bây giờ cứ tính chuyện đó đi, còn chuyện kia chú lo. Dạ. Đúng rồi. Ừ. Lo bằng bạc yêu đương khi mà về cho một nhà đi. Còn cái chuyện không gian địa lý để cho chú Linh tính cho. Khi nào mà quen em cảm thấy mà mình kết hôn được á. Với em thì thời gian không quan trọng, quan trọng là tình yêu đủ lớn, đúng rồi đúng thời điểm thôi anh. Anh thì nghĩ nếu mà mình có quen nhau á thì chắc trong vòng năm sau. Năm sau mà anh thì giờ cũng cuối năm rồi. Không, anh cũng lớn mà, anh 27 tuổi, 26, năm sau là 27 là lấy vợ được rồi. Nôn quá hả đâu, con? Nôn quá đàn ông 30 tuổi vẫn chưa gọi là ế mà anh. Không, tại vì nhà anh cũng có mình anh á, mà ba mẹ thì nhà cũng mong có cháu á. Anh là con một hả? Đúng rồi. Rồi nếu như mà anh lập gia đình thì sẽ về đó ở luôn hay sao anh? Tại vì anh là con một mà. Đúng rồi, xa ba mẹ hả? Tại vì thật là em không thích lấy chồng xa. Tại vì là em say xe nữa nên nó xa quá em cũng sợ nữa. Tại sao hai đứa không nghĩ rằng chúng ta lập nghiệp ở thành phố Hồ Chí Minh, lập nghiệp ở Đồng Nai gì đó, bây giờ tương lai vẫn còn dài, sau này mình lập nghiệp ở thành phố Hồ Chí Minh mình có thể đưa ba mẹ lên, rồi biết đâu mình mua hai ba cái nhà, ba mẹ chồng bên, ba mẹ vợ bên. Trời ơi, tính như vậy chứ nó. Dạ nếu được vậy thì tốt quá ha. Ừ. Em hỏi anh là người ta nói là nóng giận á là một bản năng, đúng nhưng rồi. Mà biết kiềm chế nó là bản lĩnh, thì anh đúng có bản lĩnh đâu? Bản lĩnh của anh là anh bắt anh mà nóng giận là anh không có thích cãi nhiều quá. Anh đi không à? Anh đi hả? Không, tại không có làm lớn chuyện lên á. Nhưng giận mà nếu như mà cãi đi. Thì anh cứ bỏ đi vậy, người ta nghĩ anh không tôn trọng người ta thì sao? Hết giận thì về nói chuyện sau chứ quá trời. Vậy thường thường nếu như vậy thì anh đi đâu? Thì anh đi uống cà phê rồi đi dạo, anh thích đi dạo lắm. Đi dạo mình nên khoai khỏa tí là đi về. Bây giờ con đứng lên con nắm tay bạn gái. Con giao lưu cảm xúc chút xíu nào. Nắm hai tay bạn gái nhìn thẳng vào mắt cô ấy. Dạ. Xin phép nắm tay em. Thật sự nói từ nãy giờ thì anh cũng thích em rồi. Nếu mà có cơ hội nhìn cho nhau để mình tìm hiểu sau này còn vấn đề đó thì từ sau này tính đi ha. Ở đây còn quá sớm mà. em thấy sao? Em thấy xa quá. Thì xa từ từ là gần thôi. Bạn trai nói đúng đó con. Nói chung là giờ tụi con còn quá trẻ để mà mọi thứ nó còn ở phía trước, nên con đừng có sợ gì cả. Trước mắt là tụi con tận hưởng cái cảm xúc mà mình đang có đi. Thực sự nếu mà không thấy rung động thì thôi. Còn nếu mà thấy rung động thì cứ cho nhau cơ hội thôi con.
Dạ. Hãy suy nghĩ đi. Dạ. Rồi, về vị trí chúng ta chuẩn bị bấm nút thôi các bạn. Cái chuyện vui chút xíu, nhưng bây giờ chúng ta cần lắng lòng mình lại, nhắm mắt lại, kiểm tra con tim mình đi. Nếu thật sự các bạn rung động thì các bạn hãy bấm nút. Còn chưa rung động con tim thì không cần phải bấm nút. Tất cả mọi thứ đều xuất phát từ trái tim của mình các bạn nhé. Sau 3 tiếng đếm chúng ta sẽ quyết định. 1 2 3 Hết thời gian. Chúc mừng, chúc mừng. Chứ mày đã nói cho nhau cơ hội rồi đó. Cứ phải mạnh dạn lên vậy đó con. Bây giờ nói gì với hai bác đi, cho hai bác yên tâm để có thể cho tụi con hẹn hò với nhau đó. Dạ. Thì trước mắt thì đã bấm nút rồi, con cũng chân thành quen hai bác, quen con hai bác. Bây giờ con sẽ cố gắng dành nhiều thời gian để nói Xuân. Chuyện và quan tâm bé nhiều hơn để bé Xuân hiểu con. Bé Xuân. Bé Xuân. Đó, rồi bây giờ con xin phép Mai Lộc Xuân mặc một nụ hôn. Không, không, chương trình không có hôn tay con ơi. Hôn ở đây nè. Đó, hôn ở gò má của bạn. Xin phép cho anh hôn bé em một cái nha. Ừ. À. Dễ thương thiệt chứ. Thôi, như vậy tốt rồi. Đây là cơ hội để hai đứa tìm hiểu nhau, biết đâu chúng ta sẽ tiến xa hơn. Đây là những món quà dành cho các em. Tặng bạn một bộ sản phẩm viên uống mắt ha, ngăn ngừa rụng tóc, kích thích mọc tóc nhanh, chắc khỏe và bóng mượt. Chào bác biên tập nhé. Dạ. Con chào anh. Thì anh khỏi mở, khỏi mở gì hết. Nó vào nó của em à. Bây giờ thì anh cứ giới thiệu về những thông tin cơ bản đầu tiên. Cách đây hơn 2 năm thì anh đã đi cast đây rồi và đã đậu và đã chốt được ngày đi ghi hình. Các bạn biên tập đã tìm được người cho anh. Nhưng mà vì một số lý do anh không công việc rồi các thứ xung quanh linh tinh tinh tan tinh á, anh không có tham dự được nên đó là anh hủy. Và tới giờ anh vẫn độc thân, anh đang đăng ký lại. Anh là Lê Nhật Trường, anh sinh năm 1990. Công việc hiện tại của anh là dân florist, thiết kế trang trí hoa tươi. Hiện tại anh đang có một shop hoa tươi, một cửa hàng hoa ở quận 12. Nói về bản thân anh thì sở thích cũng như thích là ca hát, chơi thể thao. Anh có một chiều cao là 1m77, tương đối ổn. Công việc cũng ổn định. Nay đến nay thì cũng mong muốn là chương trình tìm một người cho anh. Thì cơ bản bên ngoài không phải là mình cũng gặp được nhiều người, nhưng mà cũng có thể xinh xắn có, đẹp gái có. Nói chung là được cái này mà mất cái kia, nó không có được trọn vẹn như mình mong muốn. Đôi khi người ta xinh xắn nhưng cái tính tình của người ta là không có hợp với mình. Cho nên anh hy vọng là chương trình sẽ tìm được một người cho anh có thể hợp được cái tính anh để mình có thể đi lâu dài với nhau. Cái mục đích anh đến nhờ chương trình là vậy. Và anh giới thiệu về tính cách của mình. Anh là một người trầm tính. Nhưng mà đôi khi có những lúc nếu mà muốn anh gọi là thanh hoạt ngôn lên thì anh vẫn nói chuyện rất là vui vẻ, anh vẫn có thể gọi là làm sao ta. Có những bạn á đi chơi banh nó bảo anh là có một cái tính gọi là có một cái gọi là tính lãnh đạo á. Anh có thể quấy động mọi người đi theo anh làm việc theo anh được. Tại vì cách đây hơn 10 năm thì anh cũng đã từng đi lính. Anh đi lính 18 tháng ở quận 12 luôn. Và anh gọi là anh rất là quậy. Ngày xưa anh đi lính anh rất là quậy. Không biết bao nhiêu lần anh trốn đi chơi rồi cái thứ đi mấy ngày anh mới trở về đơn vị. Và đi làm không phải là một mình anh rủ rất là đông. Đó là người ta bắt rồi bác. Đi mình về mà. Mình đi chỉ 2-3 ngày mình về là bình thường. Cái đó không phải đầu ngủ. Cái đó là chỉ mình trốn đơn vị mình đi chơi. Phát hiện ra là nó chưa tìm bác. Đúng rồi, nó tìm, nó về nhà, nó huy động người về địa phương của mình. Dạ vâng, đấy. Đó. Mà mình đi mình có trở về mà. Mình đâu có đi luôn. Mình đi chỉ 3 ngày, 2 ngày là mình quay lại. Nhưng mà hồi đó anh có chậm như bây giờ không? Vẫn vậy, tính anh vẫn vậy. Đúng rồi, đây. Mà anh có cá tính. Chắc là anh có cá tính. Đúng rồi. Tính nội tại của anh. Anh có những cái mà rất riêng cho bản thân mình. Thì em nói đó, đôi khi anh rất là trầm tính, anh rất ít nói. Nhưng mà đôi khi cần, anh có thể hoạt ngôn lên và anh có thể khuấy động mọi người theo anh được. Dạ. Rồi. Anh chơi thể thao thì anh chơi bộ môn gì? Bình thường thì những cái môn của đàn ông chơi anh chơi được hết và chơi rất là khá. Từ đá banh, cầu lông, bóng chuyền, cầu mây, cầu kiển. Anh tâng được bóng không? Được. Tâng bóng đá. Được. Nó là bóng sợ. Tâng bằng chân đó mà bao nhiêu trái một lần đó. Không, tại vì sau đấy tâng bằng tay. Ổn cho anh khoảng 20 cái được không? Mình rất là mê bóng đá nhưng mà thời gian gần đây chắc phải là hơn 2 năm rồi. Mình không có đi đá banh, mình chỉ đi đánh cầu lông.
mình chỉ đi chơi cầu lông mà chủ yếu. Tại vì cái điều kiện sắp xếp thời gian mình không có cho phép á, cho nên mình không có đi chơi đá banh được. Bỏ lâu rồi sẽ tăng lại thì tăng không có được nhiều thôi, chứ không có gì hết. Đó, nhưng mà về thế mạnh của anh thì thế mạnh mới đầu vào thì anh quên giới thiệu là anh có một thế mạnh là anh rất tự tin vào giọng nói của mình. Cái cách thể hiện của mình trước đám đông và cách mình trình bày trước mọi người, anh rất tự tin vào giọng nói của mình. Và cũng không ít người người ta bảo là chú giọng nói đông ấm quá vậy, hay quá vậy. Không ít người khen anh điều đó, cho nên anh cảm thấy mình anh rất tự tin vào giọng nói của mình. Và điểm mạnh của anh là ca hát và chơi thể thao rồi các thứ đấy. Rồi anh giới thiệu như vậy được chưa em? Dạ, rồi em sẽ hỏi thêm anh một chỗ là anh là chủ cửa hàng đó luôn. Cửa hàng đó thì anh hợp tác với một người bạn, một người chị bạn của anh, là hai chị em hợp tác với nhau làm. Rồi anh bây giờ anh ở là anh quê mình ở Huế. Thì quê gốc của anh là ở Huế, nhưng mà mẹ anh mang bầu anh ở Huế, sinh anh ở Gia Lai và anh lớn lên ở Đồng Nai. Và hiện tại anh đang lập nghiệp, anh đang gọi là tìm một cái đường hướng cho mình ở đất Sài Gòn này. Nhà cửa mình sao rồi anh? Nhà thì hiện tại đang chỉ ở trọ thôi. Nhà thì của bố mẹ ở dưới nhà Đồng Nai. Nhà Đồng Nai. Đúng rồi, hiện tại Sài Gòn này. Trên này là anh đã trọ. Đúng rồi. Lấy vợ thì anh có những dự định tương lai gì anh? Anh hay giỡn với mấy đứa bạn nha. Anh bảo là xương gió ủ đầy trai, còn tương lai chắc phải nhờ nhà vợ. Thật không? Đấy có vẻ là không. Đôi khi anh hay đùa với tụi bạn anh thôi. Nhưng mà nếu có thể gặp được một người mà mình thích, nhưng mà người ta có điều kiện một tí thì nó cũng ổn hơn. Mình không phải nặng gánh với mình. Tại vì thực tế ra thì bây giờ mình nói thẳng ra thì mình cũng chưa có gì gọi là, mình cũng đang cố gây dựng cái sóc vai bên kia. Tại vì sóc vai của anh thì anh vẫn nhận dạy đào tạo học viên đủ các thứ. Anh là người đứng dậy các bạn đấy, cho nên mình vẫn đang cố gắng. Trước khi dịch xảy ra thì mọi thứ nó vẫn lưu loát, nó vẫn trơn tru, nhưng mà từ khi dịch xảy ra tới bây giờ thì ai cũng thắt chặt chi tiêu lại. Và vấn đề hoa thì không phải là vấn đề thiết yếu, cho nên ai cũng sẽ hạn chế đặt lại. Và chẳng hạn như ngày xưa người ta đặt một cái giỏ đặt 1,5-2 triệu bình thường, còn bây giờ người ta giảm lại là chỉ còn 700-500 rồi, cái thứ nó không còn nhiều như ngày xưa nữa. Cho nên mọi thứ bây giờ nó đang hơi vất vả hồi xưa một tí. Dạ. Ok. Anh tâm sự một chút về hai cái mối tình chính thức của mình nhá. Một bạn thì mối tình đầu thì kết thúc chắc cách đây gần 8 năm. Thì bạn ấy ngày xưa cũng đi ngang qua chỗ mình làm việc, sắp qua. Ngày xưa mình làm ở bên Bình Tân á, bên đường tên lửa Bình Tân. Đó. Thì bạn ấy đi làm, nó đi ngang qua lại bên này, cũng xinh xắn, rất là xinh. Xinh, cao cả những cái 62. Xinh xắn, rất là xinh xắn. Đó, rồi nhưng mà mình không để nhiều đâu. Mình đi ngang qua, mình chọc gạo vậy thôi. Cái tự nhiên hôm đó thì bạn ấy vừa đi vừa cầm điện thoại. Có một cái tập đi ngang là lúc nào cũng cầm cái điện thoại trên tay, chầm chầm cái mặt vào cái điện thoại của mình đó. Hôm đó thì anh mới chạy ra, anh giật điện thoại. Anh chọc quá, anh giật điện thoại. Rồi bạn ấy mới la lên, kêu làm gì vậy? Anh cướp hả? Kêu không, tôi giật cái tôi không cướp. Tôi giật cái trả không là tôi mát mẹ, em mát mẹ, kêu mát đi. Điện thoại đâu mát, đúng không? Điện thoại đang trong tay anh nè, lấy gì mát, đúng không? Hù ai vậy? Đừng có hù. Kêu trả điện thoại đây, kêu bấm số điện thoại vô đây đi là trả cho này. Đó, và bắt đầu có số điện thoại và bắt đầu kết bạn Zalo và bắt đầu tương tác với nhau nhiều. Rồi sau đó đi uống cà phê, rồi anh dẫn đi acoustic, nghe nhạc rồi các thứ. Rồi một hôm đó thì anh chuẩn bị sẵn một bó hoa, thời điểm đó anh ở Bình Tân. Bó hoa 99 hoa hồng, anh cho dao ra ngoài quán cà phê đó trước và anh đặt chỗ trước. Và tối hôm ấy thì anh vợ bạn ấy ra ngoài đó và anh hát tặng cho ấy, và sau đó có một bó hoa anh tỏ tình cho bạn ấy. Wow, có hơi gắt khi mà lấy chiếc hoa người ta như vậy không anh? Anh làm quen mà anh giật điện thoại cô đúng không? Đúng rồi. Có hơi gắt quá. Không, anh nghĩ cái vấn đề đó, tại vì bạn mình giỡn, cái kiểu mình giỡn mà khi mình bày tỏ với người ta biết mình giỡn mà. Chứ không phải là mình ra mình giật đồ cái thứ, mình làm cái ghê không có. Anh ra anh giật kêu, cho chừa cái tầm sau vừa đi vừa bấm điện thoại đi, cũng có vừa mất cái điện thoại à. Okay. Rồi, tỏ tình xong rồi yêu nhau được bao nhiêu lâu anh? Chắc phải hơn 1 năm. Mà thời điểm thật sự mình cũng chưa trưởng thành, mình chưa đủ chín chắn như bây giờ. Và bạn ấy là càng trẻ con hơn mình. Nói thật là ngày chia tay, bạn ấy nói chia tay 80 lần. Nó hơi quá, nhưng mà ăn đổi chia tay ngoài. Nhưng là khó khăn là có hay chia tay. Đúng rồi. Cứ có một cái vấn đề dù nhỏ hay lớn gì đó cũng chia tay đi, mình chia tay đi. Chia tay đi. Rồi thì cuối cùng điều gì đến sẽ đến thôi. Nói nhiều quá đâm ra sẽ có một lần nó thành sự thật. Và chia tay, mình cũng đã từng chia tay một lần và bạn ấy gọi là gọi về thậm chí là gọi về cho mẹ mình để mình ăn nỉ mình quay lại.
đó, mình cũng quay lại và sau đó thì vẫn không thay đổi được. Trẻ con á, bạn là kém anh mấy tuổi? Kém anh 3 tuổi. Mà thời điểm cách đây 8 năm về trước thì nghĩ là còn rất là bé, còn rất là nhỏ. Đó có thể là mối tình bản tương rất của anh không? Đúng, đó là mối tình gọi là anh cảm thấy quái, phải dùng cái từ rất là đáng yêu. Mà có điều là công sự, công việc nữa đó là rất là hỗn. Có hay dùng cái từ danh xưng là mày tao. Mỗi khi mà đừng nói chuyện gì mà gắt lên một cái là mày tao. Anh Viên Anh thì anh là một người khoái nhá, anh rất là khoái, anh nói thật. Anh mặc dù anh trong người anh có dòng máu Huế, người miền Trung, nhưng mà anh lớn lên ở Sài Gòn này, cho nên anh rất là khoái. Anh rất là khoái, anh không có đề cập nhiều đâu. Nhưng mà đôi khi lâu lâu giỡn thớt này nọ bình thường. Nhưng mà còn này khi mà đã vào vấn đề là mày tao anh không chấp nhận được đó. Anh không bao giờ chấp nhận được đó. Đó là điều rõ ràng của anh. Anh có cảm thấy là bản thân mình có một chút gì đó gia trưởng trong các mối quan hệ yêu đương không? Không, anh nghĩ là anh không gia trưởng đâu. Anh nghĩ anh rất là khoái, anh nói thật. À, tại vì anh không áp đặt bất cứ một cái gì. Chẳng hạn như việc nấu ăn, đồ này nọ dọn dẹp. Ok, em về anh khỏe thì anh làm, em không khỏe thì anh làm. Anh có thể làm được hết, anh bao quán được hết. Tại vì cơ bản anh cũng ra đường từ sớm mà, cho nên những cái việc đó rất là đơn giản. Đối với anh nấu ăn, đồ các thứ giặt giũ, dọn dẹp nhà cửa, những đó là nhỏ thôi. Anh làm được hết, anh sẵn sàng chia sẻ bất cứ bất kể cái gì công việc của gia đình. Cho em xin cái mẫu người mà anh đang không muốn chương trình tìm cho mình nhé. Ờ, khi nói ra thì sẽ có nhiều người xong mà bảo là thằng này yêu cầu của nó, mà mình thật ra anh thấy chẳng có gì gớm. Anh cứ về yêu cầu. Thứ nhất là phải xinh cái đã, phải xinh. Tại vì trên gương mặt phụ nữ có 4 thứ, có 3 thứ có thể làm anh chết vì 3 thứ đó. Thứ nhất là giọng nói, thứ hai là đôi mắt, và thứ ba là nụ cười. Chỉ cần có 1 trong 3 cái đó và mặt dễ nhìn một xíu, có 1 trong 3 thứ đó tồn tại trong người đó là ok. Và chiều cao thì chỉ cần 1m58 trở lên là được, và công việc ổn định. Nếu mà người thì tính thì từ 9 tỉnh miền Đông Nam Bộ mình đi, chẳng hạn như Bình Dương, Vũng Tàu, Tây Ninh, Long An, Đồng Nai, Sài Gòn, quanh quanh đi thôi. Rồi, mà quê gốc của người ta ở miền Tây đó. Quê gốc miền Tây là đổ về từ Long An qua là Long An, Tiền Giang, Bến Tre đủ thứ rồi. Thì nếu có những yếu tố mà anh thích, tại vì cơ bản đơn giản thôi nè. Ngày xưa người ta nói gì, anh hùng làm sao mà qua được cả mỹ nhân. Thì chỉ cần nếu mà bạn ấy đủ xinh và đủ giỏi, đủ gọi là khôn khéo, sự khéo léo á, thì vấn đề không, mà nó cũng không phải là vấn đề nữa. Rồi. Nói thẳng là chỉ cần mình thích là được. Bạn ấy sẽ làm được ở Sài Gòn chứ không phải là bạn ấy đang ở ví dụ như Đồng Tháp, Bến Tre gì đó. Thì đúng là quê gốc đó. Ok. Ok. Còn mấy cái tỉnh lân cận này thì ví dụ bạn ấy ở Bình Dương thì vẫn được. Thì vẫn được, chẳng hạn Bình Dương. Nhưng mà anh nghĩ là tốt nhất nên ở Sài Gòn, tại vì thuận tiện cái việc đi lại. Tại vì thứ nhất là công việc của anh hiện tại bây giờ, anh đi qua đây anh cắt, hôm nay anh phải đóng cửa. Trước dịch đó thì anh có mấy bạn nhân viên, nhưng mà sau dịch đó mọi thứ nó gọi là nó khó khăn hơn, cho nên bây giờ anh vẫn đang gồng gánh một mình bên shop đó. Dạ. Đấy, cho nên khó cái việc đi lại cho anh. Ok. Anh làm tí văn nghệ à? Anh hát một đoạn trong cái bài Để Nhớ Một Thời Ta Yêu nhé. Dạ. Cuộc sống luôn vội vã với bao nghiệt ngã, xuống cuốn ta miệt mài. Một bước chân trượt ngã đã trôi thân dài, lạc mẫn nhau ngày ngôi. Lạc rồi. Không sao. Lạc rồi ta hả? Thôi ta đã lỡ lìa xa bên bờ, đầy lênh đênh sóng vỗ buồn trôi lững lờ, cuộn mình trong nỗi nhớ cho đến bao giờ mình mới quên ngày xưa. Thì thôi ta đã hết chờ nhau xa về, mùa xuân nay đã chết tàn phai não nề, để lại bao hối tiếc ghi khắc tên người gọi mãi trong đêm buồn. Rồi được rồi, cảm ơn bạn. Rồi cảm ơn anh chị rồi. Cảm ơn chương trình nhé. Không.